Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Việt Nam có phải là nơi khủng long từng sinh sống hay không là một câu hỏi mà Dynoman cũng như rất nhiều bạn theo dõi kênh luôn trăn trở và đau đáu hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có lời giải đáp cụ thể qua những bằng chứng hóa thạch. Tuy nhiên có một điều khá kỳ lạ là hóa thạch của động vật có xương sống từ thời đại khủng long trở về trước ở Việt Nam cực kỳ hiếm, trừ các loài cá ra. Ý của Dynoman là cho dù Việt Nam có từng chìm dưới đáy biển đi chăng nữa thì vẫn phải có những loài như bò sát biển, chẳng hạn thằn lằn cổ rắn, ngư long hay thương long chứ. Kể cả khủng long sau khi chết đi thì xác của chúng vẫn có thể trôi ra biển, chìm xuống đáy và hóa thạch ở đó, như trường hợp của hóa thạch khủng long đẹp nhất thế giới Boreolopelta. Cũng chính vì sự hiếm gặp đó mà cách đây gần 1/4 thế kỷ, một hóa thạch đặc biệt được phát hiện giữa rừng già Việt Nam đã gây xôn xao dư luận và cho đến tận ngày nay vẫn được truyền miệng như một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Đó là hóa thạch gì? Liệu đó có phải là hóa thạch của khủng long hay một loài bò sát biển như ngư long hay không? Ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về hóa thạch bò sát rừng quốc phương, bí ẩn hơn 200 triệu năm tuổi giữa rừng già Việt Nam. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Năm 2000, cái năm nằm chung chênh giữa thế kỷ 20 và thế kỷ 21. Có thể nhiều bạn đang xem kênh bây giờ thậm chí còn chưa sinh ra vào năm đó. Internet còn chưa phổ biến ở Việt Nam, khi đó thậm chí người ta còn ra các quán game không phải để chơi game online mà là chơi game offline. Lúc ấy, một trong những thứ mang lại nhiều thông tin nhất, sẵn có trong tầm tay của mỗi hộ gia đình nhất chính là tờ báo. Thông tin không sẵn có như bây giờ, chỉ cần một cái nhấp chuột là có thể đọc đủ thứ trên trời dưới biển. Có lẽ cũng chính vì thế mà thông tin hóa thạch bò sát cổ đại được tìm thấy ở vườn quốc gia Cúc Phương mới trở nên thực thực hư hư trong tâm trí của nhiều người. Trải qua nhiều lần đồn đại, mỗi người thêm mắm dặm muối một ít, cùng với việc không có nhiều thông tin khoa học về hóa thạch nơi được công bố, nên càng ngày càng giống như có một màn sương bí ẩn phủ lên nó. Theo nguồn thông tin trên mạng lâu đời nhất mà Dynoman đọc được, đó là một bài báo của báo Công an Nhân dân điện tử đăng tải vào ngày 30 tháng 10 năm 2005, tức 5 năm sau phát hiện trên. Bộ xương hóa thạch gây sửng sốt giới khoa học đã được một anh nông dân bị câm bẩm sinh, sống ở xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình phát hiện. Vào cái hôm định mệnh ấy thì người đàn ông này lò dò theo người ta vào rừng kiếm măng, kiếm nấm để chống đói. Khi mọi người đi rừng tranh thủ ngồi nghỉ, bàn tán xôn xao đủ thứ chuyện trên đời, thì anh câm cứ lặng lẽ tìm mẩn bẻ que, vặt nấm và trời bị núi. Bỗng dưng anh ta thấy một cái gì đó ẩn mình trong vách đá, càng nhìn càng giống một bộ xương cá lớn, từng đốt xương rất rõ ràng. Anh cố cậy ra thì không thể được vì nó đã là một phần của khối đá khổng lồ mát lạnh. Bên cạnh khối đá là rất nhiều hang hốc lớn. Mùa mưa về thì có lần đi qua, anh Câm đã nghe nước lũ gầm réo trong lòng đá, trong lòng đất hang hốc tối om đó. Ném bao nhiêu đá hay gỗ mục xuống thì cũng mất hút. Sau khi trở về thì người đàn ông Câm đòi mọi người lấy giấy bút ra để mình báo tin cho các cán bộ khoa học đang làm việc tại vườn quốc gia Cúc Phương. Ngay khi đọc được những dòng chữ do người đàn ông Câm viết ra, các cán bộ khoa học lập tức theo anh ta lên đường vào rừng, xác định chính xác vị trí của hóa thạch. Tin tức này đến tai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ trưởng năm đó là ông Lê Huy Ngọ chỉ đạo phải làm rõ để tôn vinh giá trị khoa học và du lịch của mẫu vật này. Giá trị là bởi, như đã nói, hóa thạch động vật có xương sống ngoài cá có niên đại lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu năm ở Việt Nam là rất hiếm. Không chỉ có các chuyên gia Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài như Mỹ, Nhật cũng đã sắn ống quần lội rừng và nghiên cứu mẫu vật hóa thạch ở Cúc Phương. Họ cũng tính chuyện mang hóa thạch này ra khỏi rừng để nghiên cứu bằng các phương tiện chuyên sâu hơn. Nhưng điều đó đã không thực hiện được bởi rừng quá sâu, việc cống thạch cao, nước và đưa chuyên gia vào hết sức vất vả. Ý định này đang phải gác lại và sinh vật cổ đại hàng trăm triệu năm tuổi lại tiếp tục ngủ yên trong rừng sâu như thế. Báo chí thời đó nghe tin đương nhiên không thể bỏ lỡ câu chuyện đáng chú ý này. Tuy vậy thì ngay cả các nhà khoa học cũng gặp khó trong việc nghiên cứu mẫu vật và đưa ra nhận định chính xác về nó, thì báo chí cũng khó lòng đưa ra những thông tin chính xác được. Có báo giật tít là tìm thấy hóa thạch khủng long, có tờ báo thì lại ghi đó là ngư long hay còn gọi là thằn lằn cá. Vậy thì rốt cuộc đó là hóa thạch của con gì? Theo bản PDF, một tài liệu có tên tạm dịch là Di sản địa chất Đông và Đông Nam Á, từ trang 251 đến trang 295 có nói về di sản địa chất của Việt Nam. Trong đó trang 283 nói về mẫu vật ở Cúc Phương cho biết đây là hóa thạch của một loài bò sát thuộc bộ Placodontia, tạm dịch là bò sát răng phiến, được tìm thấy tại vị trí 105 độ 39 phút 46 giây kinh đông và 20 độ 16 phút 50 giây vĩ bắc ở Cúc Phương.
Hóa Thành nằm trên một vách đá vôi mỏng màu xám đậm thuộc hệ tầng đồng gieo, có niên đại tam điệp giữa, tức khoảng 200 triệu năm trước. Cũng có nguồn nói rằng niên đại là 230 triệu năm trước, và nếu đúng là tam điệp giữa thì 230 triệu năm mới là niên đại đúng, còn 200 triệu năm là đã rơi vào thời kỳ cuối của tam điệp rồi. Mẫu vật bao gồm 18 đốt sống hóa thạch, trong đó có 12 đốt sống thực sự nguyên vẹn và không bị tổn hại gì. Vì không có đầu, xương chậu hay xương chi được tìm thấy, danh tính của loài bò sát thuộc bộ Placodontia này vẫn còn chưa được xác định rõ. Tác giả của bài viết cũng nói thêm, nếu những giám định sơ bộ cho rằng đây là hóa thạch của một loài bò sát răng phiến là đúng, thì đây cũng là lần đầu tiên hóa thạch bò sát răng phiến được phát hiện tại một nước Đông Nam Á. Vậy bò sát răng phiến là gì? Chúng có phải khủng long hay không? Trên thực tế thì bò sát răng phiến là một nhóm bò sát biển chứ không phải khủng long, và dữ liệu hóa thạch cho thấy chúng đã xuất hiện từ khoảng 245 triệu năm trước và biến mất vào khoảng 200 triệu năm trước. Chúng là những con bò sát biển có chiều dài từ 1 đến 2 mét, nhưng lớn nhất thì có thể đạt đến 3 mét. Bò sát răng phiến thuộc một lớp cao hơn là Sauropterygia, có nghĩa là chúng có họ hàng khá gần với nhóm bò sát nổi tiếng hơn là thằn lằn cổ rắn hay xà cánh long, cũng như có quan hệ gần với nhóm bò sát còn tồn tại ngày nay là rùa. Thậm chí là một số bò sát răng phiến như Hainodes hay Blacochelys còn phát triển những tấm mai để bảo vệ cơ thể trông khá giống với rùa ngày nay, một hiện tượng mà chúng ta biết là tiến hóa hội tụ. Sự tiến hóa này là do ban đầu, kích thước của bò sát răng phiến đủ để giúp chúng tự vệ trước những kẻ săn mồi hàng đầu đại dương vào đầu thời kỳ tam điệp giữa là cá mập. Nhưng khi đại dương có thêm nhiều loài bò sát ăn thịt khác như ngư long hay là huyễn long, tức họ Nothosauridae, thì chúng phải có thêm các tấm mai để tăng cường khả năng phòng thủ. Cái tên bò sát răng phiến là do chúng có răng phẳng và cứng, được cho là để nghiền vỏ của nhuyễn thể. Do có bộ xương đặc và tấm mai nặng nề, những sinh vật này rất khó để nổi trong nước và dù có làm được việc này thì cũng sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Do đó, các nhà khoa học tin rằng chúng sống ở những nơi nước nông, ăn các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ hay nhuyễn thể tay cuộn. Vậy thì điều gì đã xảy ra với hóa thạch bò sát răng phiến ở Cúc Phương từ những năm 2000 cho đến nay? Theo một bài báo trên VTC, sau khi các chuyên gia nước ngoài thất bại trong việc thu thập mẫu hóa thạch này, thì các chuyên gia Việt Nam đã thử lại một lần nữa và thành công. Họ đã đi thu mua một bao loại đất sét học sinh hay dùng ở trường rồi cõng vào rừng. Dầu nhớt được quét một lượt lên vách đá cho trơn để chống dính, rồi sau đó họ mới ốp đất sét để chùm lên vách đá. Chờ đất sét khô thì họ tách ra mang về. Hình thù của bộ xương đã hiện rõ trên miếng đất sét, do đó chỉ việc đổ thạch cao lên bề mặt miếng đất sét là có được bản dập của bộ xương hóa thạch. Tuy nhiên, những nghiên cứu sau đó cũng không nói lên nhiều điều về con vật hóa thạch. Sau 15 năm trời nghiên cứu, cộng thêm nhiều buổi hội thảo và góp ý, đến giờ thì ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Cúc Phương vẫn chưa tìm được cách ứng xử với hóa thạch bò sát răng phiến này. Chủ trương của ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Cúc Phương là sẽ đưa hóa thạch vào hệ thống tham quan, tuy nhiên biện pháp quản lý thế nào thì rất nan giải. Đã có nhiều phương án được đưa ra, chẳng hạn như dựng rào sắt, quây kín bằng nhà kính như kiểu bảo tồn vách đá hóa thạch khủng long ở bên Mỹ. Ai tham quan thì cứ tham quan, các nhà khoa học thì cứ việc ngồi trong lồng kính nghiên cứu và tìm hiểu. Tuy nhiên, họ cho rằng biện pháp này không ổn vì nó sẽ làm mất đi vẻ tự nhiên của rừng già. Trong lúc chưa tìm ra phương án bảo vệ thì biện pháp tốt nhất là giấu kín hóa thạch đi. Chỉ những nhà khoa học, những tổ chức nghiên cứu có uy tín mới được phép chiêm ngưỡng bộ xương hóa thạch này. Các cuộc nghiên cứu đều được cán bộ của vườn giám sát chặt chẽ. Ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Cúc Phương cũng rất sợ lộ con đường vào khu vực có hóa thạch. Họ sợ rằng nếu để lộ thì một kẻ nghịch ngợm nào đó có thể khắc vài nhát dao hoặc viết nhăng viết cuộn những dòng vô nghĩa lên hóa thạch, phá hỏng một kỳ quan mà phải hàng trăm triệu năm thiên nhiên mới tạo ra được. Theo các nhà khoa học, vẫn có thể còn nhiều hóa thạch tương tự đang nằm ẩn giấu đâu đó trong rừng già, nhưng sẽ rất khó để chúng ta có thể tìm thấy được chúng. Như vậy, tóm lại là chúng ta biết rằng hóa thạch bò sát cổ đại ở rừng Cúc Phương có tồn tại, tuy nhiên nó không phải khủng long, cũng không phải ngư long như một số tờ báo đưa tin. Sự không toàn vẹn của hóa thạch khiến cho việc nhận diện nó là loài cụ thể nào cực kỳ khó khăn, và điều cụ thể nhất mà chúng ta biết được về hóa thạch đó là nó thuộc một loài trong bộ Placodontia, tức bò sát răng phiến. Hiện tại bạn cũng không thể tham quan nó bởi hóa thạch đang được bảo vệ rất kỹ lưỡng nhằm tránh mọi tác động không cần thiết của con người. Vừa rồi là toàn bộ những gì mà chúng ta có thể biết về hóa thạch bò sát biển ở rừng quốc gia Cúc Phương. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.